chứ. Đúng rồi. À. Đúng. Có nghĩa là cái mảnh của em này có thể sẵn hoàn thêm một tí để trong hai mảnh giữa này là hai mảnh trong này nhé. Như nhà bốn đồng à? Bốn mẹ. Có nghĩa là bố mẹ chia hết cho anh em chia đều, nhưng mà em hai anh em một sau con cái nữa, để thằng con trai nữa thì mình tính đến nước đấy đi. À, chia là bốn con hả? Đây là 4 rồi, đây là 4 rồi. Thế là sau này nó định hình này sẽ chia là 4 đồng. Nhưng mà định hình như thế này đang là 8 mét rồi đúng không? Đúng rồi. Có nghĩa là từ mặt đáy, mặt đuôi nó, còn mặt trước này khó mít thì mình phải đẩy thế đi vào. Đấy, phải đẩy vào. Khoảng 12 mét. 12 mét à? 12 mét đấy à? 12 mét. Thì là mỗi 16 mét. Bác chiến này là lại bát nào bác ạ? Nó mới vuông được nhà. Bát nhỉ? Có nghĩa là phải đẩy sát tường gì? Vẫn phải chém như cháu bảo bác à, sát tường kia là tường nét kia thì một là mình để phơi quần áo hoặc là cái cờ là sao hoàn toàn được hết kinh nghiệm hết rồi. Thì mỗi một tí phòng ngoài này lấy sáng là còn phòng bên trong này chắc chắn cũng phải để một cái thông thủ này, thì suy ra mình cứ lấy sang đây thoải mái luôn, cả sân chơi rồi phòng ngủ các thứ mình cứ tia từ đây ra thoải mái. Cho đến phơi là sau này là không nắng, không thể khô được anh nhỉ. Không thích lắm để anh đục một cái giếng trời ở trên này phả xuống.